Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Hoa Khôi Nam Em tuyên bố thức tỉnh sau chuỗi ngày u mê lụy tình. Nam Em cứng rắn tuyên bố sẽ thức tỉnh sau chuỗi ngày u mê lụy tình và ồn ào với Trường Giang. Cách đây không lâu, Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam Em chia sẻ hình ảnh đầy mạnh mẽ cùng lời tuyên bố: yếu đuối và lười biếng quá lâu rồi, tỉnh dậy Nam Em ơi. Chia sẻ của Nam Em nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ vui mừng vì Nam Em sau chuỗi ngày u mê lụy tình Trường Giang đã tỏ ra mạnh mẽ và thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên có người lại hoài nghi rằng tình cũ Trường Giang lại chuẩn bị tung chiêu mới gây ồn ào. Sau khi công khai tình cảm dành cho Trường Giang, Nam Em liên tục khiến công chúng thất vọng vì những chiêu trò phát ngôn và việc làm của mình. Sau một thời gian bị chỉ trích, tình cũ Trường Giang gần như ở ẩn, hiếm khi xuất hiện hay tham gia các sự kiện của làng giải trí Việt. Đến nay, Nam Em có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. Bước ra từ cuộc thi Sắc Đẹp, Nam Em nhận được sự ủng hộ của công chúng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp tự nhiên. Bên cạnh đó, chân dài sinh năm 96 cũng chiếm được tình cảm của công chúng khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc với giọng hát ngọt ngào. Tuy nhiên, hình ảnh ấy không lâu sau biến mất. Nhắc đến Nam Em là nhắc đến một cô gái nổi loạn với những chuyện tình ồn ào. Nam Em của hiện tại, sự nghiệp chưa có gì nổi bật, nhưng những đau thương mà cô trải qua sẽ giúp Nam Em bản lĩnh hơn với những sóng gió. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào.